Mẹ con Hồng Phượng âm mưu đầy mình nhưng vẫn phải cúi đầu dưới chiêu bài của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh còn điều trị trong bệnh viện, nhưng em gái và đứa cháu gái đã lại đi ký hợp đồng mai táng mua quyệt mộ. Họ cho đó là chuyện bình thường, còn con gái Hồng Loan đi khai tử cho ba sau khi ông đã mất để được chôn cất là có vấn đề. Đi sang tên tài sản của cha để lại cho mình là không được phép. sóng gió gia tộc, cái rọ mà cố nghệ sĩ Vũ Linh đã dàn sẵn sau buổi thẩm định tại nhà của Hồng Loan, hai bên tái ngộ tại tòa để hoàn tất mọi thủ tục. Sau khi đọc và ký biên bản đã thẩm định, chị Ni có nhắc về vụ 8 triệu và 200 đô la trước mặt của thẩm phán và luật sư. Bất chấp nơi đó là tòa án, nữ ma đầu đã đáp trả bằng một thái độ khinh miệt. Ai biểu chui đầu vô rõ, đúng là chị Ni vì hai chữ tình, người mà tự mình đã chui đầu vô rõ. Nhưng chị Ni có bị giam giữ trong cái rõ đó hay không thì lại là một chuyện khác không chỉ có một cái rọ dành cho Ni, mà trong câu chuyện này còn nhiều cái rọ vô hình đã được chúng dàn sẵn. Những cái rọ không phải để bắt cá, mà là dùng để bảy người. Má Tư Quốc Thanh, Bình Tinh, Vũ Lưng, ba người đó tuy không cùng quyết thống với cố nghệ sĩ, nhưng họ lại là những người rất quan trọng trong cuộc đời của cố nghệ sĩ lúc sinh thời. Nếu nói về tư cách và những gì họ đã làm cho cố nghệ sĩ, thì đừng kể tới nữ cốc chủ thất tình gốc, mà ngay cả những người em ruột thịt, chiên báo và hay bào cũng không thể so sánh bằng nhiều người đặt câu hỏi những người này luôn được cố nghệ sĩ tin tưởng và xem trọng tại sao vào những ngày cuối đời không ở bên cạnh cố nghệ sĩ để ông lúc nào cũng phải sống trong sự đề phòng lúc nào cũng cảm thấy bất an vì biết mình đang bị khống chế bởi những thành viên trong biệt đội ngầm mang tên đồng sở hữu xin đừng vội trách họ qua những lời tâm sự của cố nghệ sĩ vào những ngày cuối đời thì ông đã biết rõ giả tâm của đám người này hơn ai hết họ đã nhìn thấy những chiếc rọ vô hình đã được đặt ra chung quanh cố nghệ sĩ nhắc một chút về vụ án lệ chi viên năm 1442 vua thái tông đi tuần về miền đông bắc và diệt quân ở thành chí linh nguyễn trãi mời vua ngự ở chùa Công sơn đến ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch nhà vua thưởng răng ở lệ chi viên tức vườn vải thì bất ngờ bị băng hà nguyễn trãi cùng vợ là nguyễn thị lộ bị bắt vì nghi mưu sát vua ngày 16 tháng 8 âm lịch triều đình đã khép Nguyễn Trãi vào tội giết vua và bị tru di tam tộc. Đây cũng là lý do vì sao những người thân tình với cố nghệ sĩ không thường xuyên có mặt bên cạnh ông vào những ngày trở bệnh nặng. Họ sợ rằng chỉ cần một sơ sức nhỏ, chỉ cần một phút bất cẩn thì họ sẽ mang án oan như đại công thần Nguyễn Trãi. Chuyện này sẽ rất dễ xảy ra bởi vì lúc này Kim Nga đã về phía họ, cố nghệ sĩ và những người kia lại không sống chung một nhà, làm sao mà dám chắc nước uống và thức ăn hàng ngày không gây hại cho cố nghệ sĩ. Ừ. Chú áo vàng nhắc một chút nhưng không đăng kèm clip và hình ảnh để tránh làm cho mọi người phẫn nộ. Mọi người chắc còn nhớ tới lời tố cáo của chú áo vàng, có tiếng ai nhắc tuồng bên trong về Hồng Loan. Hôm đó, cố nghệ sĩ lúc mê lúc tỉnh nên bác sĩ cần người thân ký tên mới có thể tiến hành ca phẫu thuật. Câu trả lời của cô em gái thế nào thì chắc mọi người cũng đã biết. Một phần là vô trách nhiệm nhưng đó cũng là một cái rõ đã dành cho bình tinh. Nếu bình tinh vì sốt ruột và thay mặt gia đình ký tên lỡ ca phẫu thuật, đó mà xảy ra chuyện gì thì số phận của bình tinh sẽ như thế nào? Chắc mọi người cũng đã biết và lẽ dĩ nhiên bên cạnh Hồng Loan sau này sẽ không bao giờ có sự hiện diện của bình tinh. Không phải là vì họ không có khả năng lo cho cố nghệ sĩ, tiền viện phí, tiền thuốc men. Họ có thể vay mượn hoặc xây sở, nhưng xây sở số tiền để mua quyệt mộ khi cố nghệ sĩ còn đang sống mà họ muốn để bình tinh một mình gồng gánh bởi vì họ nghĩ với khả năng của bình tinh vừa phải lo cho gia đình vừa phải lo cho đoàn hát vừa phải lo cho cố nghệ sĩ chắc chắn là bình tinh sẽ kêu gọi các anh chị nghệ sĩ thân tình quyên góp lúc đó thì tự bình tinh sẽ chui đầu vào rõ tiếng xấu sẽ mang đến suốt đời đối với một người khôn ngoan như nghệ sĩ ưu tú vũ lưng thì họ lại dùng cách khác họ tạo mối thân tình qua vụ giới thiệu về bh những tin nhắn qua lại để tạo tín nhiệm và lòng tin cái rõ cho Vũ Lân chui vào chính là uy tín danh dự của một người nghệ sĩ và một đứa con nuôi được cố nghệ sĩ công nhận đó được xem như là sự bảo chứng cho quyền hợp pháp những gì cô em khác họ sẽ làm sau này. Họ dăng rõ là chuyện của họ nhưng có lọt vào rõ hay không là tùy vào sự khôn ngoan của mỗi người. Má Tư Quốc Thanh bình tinh Vũ Lân bằng mắt thường đã sớm nhận ra nên đã âm thầm bảo vệ Hồng Loan và đã hỗ trợ cho cố nghệ sĩ từ xa. Mặc dù không qua lại thường xuyên, nhưng má tư quốc thanh vẫn âm tầm theo dõi bệnh tình của cố nghệ sĩ qua thăm dò một người thân tính hôm ấy bình tinh kịp thời suy nghĩ để cố nghệ sĩ đầy đủ tỉnh táo tự ký vào hồ sơ phẫu thuật cho mình trước lời đề nghị của rất nhiều anh chị nghệ sĩ thân tình bình tinh đã từ chối việc các anh chị nghệ sĩ cùng chung tay phụ với bình tinh lo tiền viện phí cho cố nghệ sĩ vũ lưng với thái độ xuôi chèo mát máy để âm thầm bảo vệ hồng Loan, theo lời ý thác của cố nghệ sĩ giống như họ chị Ni đã nhìn thấy cái rọ họ đã dăng sẵn cho mình, nên đã cho người quay lại toàn bộ buổi thu gom kho báu để làm bằng chứng. Duy nhất một người vì lòng tham, tự cao, tự đại, nên tự mình chui đầu vào rọ để cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn dùng dĩ một cách bất lực, chưa biết đến khi nào mới được tự do. Câu nói ai biểu chui đầu vô rọ là đúng, nhưng người nói câu đó không phải là nữ ma đầu. Cái ngày mà cộng đồng mạng chứng kiến sự nghiêm minh của luật pháp, cái ngày mà phiên tòa khoán quyết cho họ một bản án đúng người và tội thì chị Ni sẽ là người đại diện cho Hồng Loan để nói với họ lời nói cuối cùng ai biểu họ chui đầu vô rõ cái rõ đó là do chính cố nghệ sĩ là người đã dân để cho đám người kia tự nguyện chui vào ôi đau cái đau này cho đến bao giờ mới hết đó là bài viết của nghệ sĩ Lê Tính cái khôn lanh của Phượng Ve lợi dụng tâm lý một giọt máu đào hơn ao nước lã nên sau khi chú vừa nằm xuống lã liền công khai Hồng Loan là con nuôi của chú Hồng Phượng đã không ngu Cô ta thừa biết cái di chúc miệng không có giá trị pháp lý, nên cô ta đã lợi dụng tâm lý chung của xã hội, chú trọng ruột thịt dòng họ nên bước đầu tiên là đánh phủ đầu Hồng Loan để mọi người biết Hồng Loan chỉ là con nuôi để dễ bề khống chế Hồng Loan. Bước kế tiếp là cô ta đã tung hàng loạt clip mà cô ta là đạo diễn, nào là cậu cho con cái nhà này, cuộc đời tôi bây giờ chỉ phượng là nhất hay những clip ăn nhậu kể chuyện vui chơi mà hình ảnh trong clip chỉ có cô ta và mẹ của cô ta và con cô ta là nhiều để tạo ra một hoàn cảnh gia đình ấm cúng, vui vẻ bên nhau, khiến cho xã hội ngộ nhận đây là một gia đình hạnh phúc của chú. Cô lập kinh tế của Hồng Loan, chính mẹ cô ta đã thâu tóm hết toàn bộ thu chi trong đám tang của chú. Cơ bản, cô ta đã thành công trong kế hoạch của mình, bởi vì lúc này, cộng đồng mạng ít quan tâm đến con nuôi Hồng Loan, mà chỉ quan tâm đến mẹ con nhà Phượng. Ông Minh Quá sẽ bị thông minh hại để lấy lòng cộng đồng mạng, Phượng không ngần ngại đưa clip chú nói cô Sáu và chú Bảy đã hại chú bán nhà, bán vàng trả nợ 20 năm. Bởi vì trong clip có câu nói thương Phượng là nhất, kế đến là con của Phượng. Bởi vì trước đó, ngoại trừ những người thân thiết với chú, không nhiều người biết đến việc cô Sáu và chú Bảy đã gây nợ. Để cho chú phải trả, không có gì xảy ra nếu clip cho Phượng cái nhà số 5 được chú nói trong tình trạng tỉnh táo, không sai chỉnh và không có hành động móm lời của Phượng. Không có gì xảy ra nếu clip mua xe cho vài tỷ làm vốn không có đoạn chú phân biệt rõ ràng. Phượng, con không phải là họ giỏ và dạ, không có gì xảy ra. Nếu không có clip bị phản pháo, tôi họ gì kệ mẹ tôi. Và clip cô Sáu muốn con và Phượng đồng sở hữu. Phượng đoán đúng, xã hội người ta vẫn trọng máu mũ ruột thịt hơn người ngoài. Nhưng với một điều kiện, ruột thịt phải là người tốt hoặc ít nhất không xấu. Mẹ của Phượng không phải là người tốt. Quá khứ của bà ta đối xử với chú không phải không ai không biết. Phượng cũng không phải là người tốt, ít nhất là vào thời điểm đó. Phượng là người toan tính, Phượng đoán đúng, xã hội chuộng ruột thịt, nhưng xét cho cùng, Phượng vẫn không thể tính là ruột thịt trực hệ với chú. Phượng không phải là họ giỏ, nhưng Phượng lại đòi từ đường của nhà họ giỏ, với cái lý do ấu trĩ, giữ gìn tài sản cho cậu, trong khi cháu đích tôn dòng họ thì mờ nhạt. Phượng không đoán trước được khi mình đang nhập quay ruột thịt để nhận quyên góp và để chăm lo mồ mã cho cậu. Lo gần 100 ngày mới xong, thì Hồng Loan đã sang tên chủ quyền nhà và một điều mà phượng cho rằng mình thông minh thì cộng đồng mạng càng thông minh hơn phượng nhiều lần chỉ cần sâu chuỗi lại tất cả mọi việc người ta sẽ thấy được kịch bản của phượng bản tính là không thay đổi được khi bị bạch trần thì mẹ phượng không ngần ngại chửi thề như côn đồ còn phượng và lời nói thì hành động bất nhất và vô tình đã làm chắc chắn thêm dự đoán của cộng đồng mạng là mẹ con phượng tranh giành tài sản với hồng loan chứ không phải hồng loan đối xử tệ bạc với gia đình ruột thịt của chú